Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của Rõ2P nha. Hôm nay thì vào game mình thấy là đã có gửi một cái thư thông báo nói về cái bản cập nhật sắp tới 1.068 nha anh em. Tuy nhiên thì cái thư mình nhận được ở đây sẽ là tiếng Anh nên là mình sẽ đổi qua trang fanpage Riot Kingdom Việt Nam để mình show cho anh em về cái bản cập nhật lần này. Ok, và trên màn hình thì chúng ta đang có thông báo về cái bản cập nhật mới nhất 1.068 gió bụi xa trường. Trước khi mình đi sâu hơn về cái bản cập nhật lần này thì mình phải thú thật với anh em luôn, đó là những cái bản cập nhật gần đây của Riot Kingdom ấy cảm giác như là nhà phát hành ghi hơi nhiều nhưng mà thực tế thì cập nhật vào game tôi thấy nó không được đến là 100% các bạn. Cụ thể là những cái như là du lịch bằng game này, rồi những cái bảo tàng Alex Saladin thì đến hiện tại chúng ta kiểu tự nhiên nó mất hút luôn anh em. Mình không biết là nhà phát hành đang có ý định như thế nào nữa. Đó, nên là mình hy vọng là bản cập nhật sắp tới thật sự là nó sẽ có một cái trải nghiệm tốt hơn nhá. Đầu tiên là về ngày cập nhật đã này, chúng ta sẽ cập nhật vào 1 giờ chiều ngày 17 tháng 4 nha anh em. Tức là nó sẽ rơi vào thứ hai, 2 tuần nữa các bạn, nó thứ hai tuần sau đến thứ hai tuần sau nữa mới tới. Thì cập nhật lần này ấy, nó sẽ thay đổi một cái có đề cập ở trong cái video mà nhà phát hành giới thiệu rồi. Đó là chiếc rương của thần Osiris và Liên minh Osiris mùa 7 nhá. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu mùa 7 của Liên minh Osiris này, đánh OL đấy. Ở tiếp theo chúng ta sẽ có là sự kiện tiên phong dành cho chế độ chơi chiếc rương của thần Osiris mới. Ở đây có mấy câu giới thiệu về cái sự kiện này tôi sẽ bỏ qua đi. Mình sẽ điểm qua về những cái thay đổi chính. Đầu tiên đó là bão cát trong cái bản đồ chiếc rương của thần Osiris mới này. Thì bản đồ sẽ bị bão cát che phủ cản trở ngài nhìn thấy kẻ thù. Thì cái này nếu mà anh em mà theo dõi cái video mà mình có làm trên cái YouTube ấy thì anh em sẽ thấy rằng là cái bão cát này nó chính là cái kiểu sương mù đấy anh em. Nó khiến cho các bạn bắt buộc phải đi đội quân đến đó mới có tầm nhìn. Khá là giống với game MOBA, cái này mình nghĩ là khá là hứng thú nha. Tiếp đó thì kỹ năng mới thì sẽ được bổ sung thêm 5 cái nha anh em để hỗ trợ chiến đấu trong bão cát. Thì bây giờ nó có thêm tầm nhìn ấy, thì có thể các bạn sẽ cần những cái chiêu như là xóa tầm nhìn này rồi tăng tốc độ di chuyển. Thì có lẽ là nó sẽ có cái lợi thế hơn so với việc là chúng ta cứ chăm chăm dùng búp công búp thủ rồi cảm tử hồi máu đúng không. Nó chúng ta sẽ có những cái chiến thuật xoay quanh tầm nhìn nữa. Tuy nhiên thì cái này mình nghĩ là anh em cũng không cần quan tâm lắm, mà thường chỉ có áp dụng cho những cái ông mà cầm R4, R5 là chính thôi. Chứ nếu các bạn chỉ là thành viên đánh ạc bình thường ấy, thì cái này có lẽ cũng không quan trọng mấy. Tiếp đó là cầu chúc phong thần, nước nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. What? Trong cuộc chiến Ai Cập này, khi bắt đầu trận chiến, tất cả đội quân của hai bên sẽ nhận được cầu phúc phong thần, tự động tăng tốc độ hành quân giúp họ mau tới chiến trường. Wow! Và trong thời gian nhận cầu phúc không thể dùng kỹ năng làm tăng tốc độ hành quân. Như vậy thì mình có thể tạm hiểu là cái cầu phúc này nó sẽ tăng tốc độ chạy, nhưng mà chỉ tăng trong một cái khoảng thời gian bắt đầu trận chiến mà thôi. Tức là vừa vào bạn sẽ chạy nhanh hơn, giúp các bạn chiếm được cái obelisk nhanh hơn này, chiếm được những cái tiền đồ nhanh hơn nếu mà những cái công trình đấy nó vẫn còn. Cái này thì khá là hay, tại vì thực ra lúc mà vừa vào game ấy, nếu các bạn không biết thì thường mình có thể vào muộn tầm 5 đến 10 phút cũng không sao. Tại vì nó đi quá chậm anh em, các bạn đi từ cái vùng khởi đầu ra Obelisk chẳng phải mất đến tầm 5 phút đấy. Rồi tiếp đó chúng ta có thưởng chiếm đóng, điều chỉnh kỹ năng. Ở trong chiếc rương của thần Osiris mới, chúng tôi đã bổ sung các phần thưởng mới khi chiếm một số công trình nhất định, điều chỉnh hoặc xóa bỏ những kỹ năng nhất định. Cái này thì chấm hỏi luôn anh em. Có thể là các bạn sẽ có thêm một số cái điểm mới chắc. Các sĩ quan có danh hiệu thủ lĩnh liên minh và đội trưởng đồn trú có thể xóa thủ công đội quân khỏi đồn trú. Cái này thì khá là hay để các bạn được kích những người mà người ta nhồi sai lính vào trong công trình ấy. Rồi nói chung là cái chiếc rương này thì tôi nghĩ là khá là hứa hẹn, nhưng mà có lẽ là áp dụng vẫn chỉ là đối với những cái liên minh mà đặt cái mục tiêu gọi là vô địch OL thôi. Còn nếu như các bạn chỉ chơi để lấy 10 chọc vàng mỗi tuần ấy thì mình nghĩ là cũng... Nói chung là cũng chưa biết rồi anh em, mình nghĩ là nếu mà chơi đơn giản chắc không quan tâm lắm. Tiếp đó thì các bạn sẽ có xuất hiện trang bị mới nhá. Bổ sung trang bị thủ lĩnh huyền thoại mà ngài có thể xem ở Loren sau khi trò chơi cập nhật. Các bản vẽ mới cũng sẽ được cập nhật trong thời gian tới này. Tiếp đó là các bạn sẽ bổ sung cái mảnh bản vẽ ngẫu nhiên của thu thập và lãnh đạo phẩm chất huyền thoại vào cửa hàng VIP. Thì ở đây mình sẽ giải thích cho anh em về cái dòng thứ nhất đi, tại vì mình nghĩ là cái này do dịch từ nước ngoài sang tiếng Việt đấy nên nó hơi sai. Thì ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ có thêm một set đồ cam dành cho tướng lãnh đạo nha anh em. Đó, thì nó sẽ hợp lý hơn nếu các bạn đọc thêm cái dòng ở dưới, đó là bổ sung thêm rương mảnh bản vẽ ngẫu nhiên, lãnh đạo phẩm chất huyền thoại. Thì hiện tại trong game ấy các bạn chưa có đồ cam nào mà chỉ số kiểu cho lãnh đạo nha. Cái này thì mình nghĩ là khá là hay, bởi vì gần đây chúng ta có Heraclius này, rồi Jisushin, đấy những vị tướng mà đép nhà theo cái dạng mix trúc đấy. Thì các bạn bây giờ có một cái set đồ dành cho tướng lãnh đạo, tôi nghĩ là nó cũng sẽ khá là thích hợp. Mình nghĩ là set đồ dành cho lãnh đạo sẽ cộng chỉ số của cả ba loại quân bằng nhau ấy. Nhưng mà chờ đến lúc mà anh em đúc set đồ cho tướng lãnh đạo thì chắc lúc đấy các bạn cũng gọi là big boss rồi anh em. Tiếp đến chúng ta có là cải tiến và điều chỉnh mùa chinh phạt. Cái này thì khá là dài và mình thấy khá là hay này. Thứ nhất đó là hiện tại các bạn vào trong map chinh phạt ấy, các bạn có thể tham gia bất kỳ liên minh nào trong trại
Có nghĩa là mình ví dụ các bạn có 4 kingdom ở trong một trại đi, thì các bạn hoàn toàn có thể out liên minh này và vào một cái liên minh khác cùng trại đó nhá. Và các bạn có thể sinh hoạt bình thường, tức là hít rương này rồi đánh pháo đài đó, kiểu kiểu như vậy, chung với cái thành viên của liên minh mới. Thì cái này thực ra trước đây ấy, nhà phát hành đã có làm ở trong một cái map nào tự quên mất tên rồi. Nói chung là đã có rồi nha anh em. Nên là bây giờ có lẽ là họ đã thử nghiệm thành công ấy, nên là họ quyết định là áp dụng cái này rộng rãi hơn. Và anh em lưu ý nhé là cái này sẽ áp dụng cho tất cả KVK. Nó tức là bây giờ các bạn mới đánh thần quyền phân tranh này, HA này hay 8 phe thì các bạn đều có thể gọi là vào liên minh của kingdom khác. Cái này mình nghĩ là rất là hay nha các bạn. Mình sẽ ví dụ các bạn một trường hợp ở cụm ship thấp đi. Khi các bạn bước vào trong map ấy thì các bạn sẽ có 4 vương quốc chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta dồn hết tất cả những người chơi active, những chiến binh về chung một liên minh, và nếu mà cái liên minh đó ấy, các bạn lại có bot nạp tiền nữa, thì trong 50 ngày KVK các bạn cũng sẽ được hưởng ké những cái rương, và các bạn cũng sẽ có một cái liên minh mạnh để đánh. Tại vì không phải ngẫu nhiên mà người ta lại cho các bạn gia nhập vào liên minh khác, bởi vì đã có hệ thống liên hiệp rồi đúng không? Nếu mà đã có hệ thống liên hiệp ấy thì thực ra nó đã khá là giống cái hệ thống liên minh rồi. Các bạn đã có thể tele lên lãnh thổ của nhau này, rồi có thể gọi là rally cùng nhau rồi. Đó, nhưng mà cái việc mà các bạn nhập hẳn vào liên minh của người khác trong KVK nó giúp các bạn có cái trải nghiệm nó tốt hơn trong quá trình chơi KVK nhá. Và cũng từ cái ý đầu tiên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái ý thứ hai, đó là khi mùa giải kết thúc và giai đoạn nhập cư bắt đầu thì các bạn có thể đăng ký nhập cư đến bất kỳ vương quốc nào trong vương quốc đã mất hiện tại của ngài. Theo như mình hiểu ấy là ngay khi mà các bạn kết thúc cái mùa KVK đó thì các bạn bay sang những kingdom. Đó, ví dụ cái map KVK của bạn ấy có 10 kingdom. Thì bây giờ các bạn bay sang bất kỳ một vương quốc nào thuộc 9 cái kingdom còn lại trừ kingdom của các bạn ấy, thì các bạn sẽ đều được giảm vé bay nha. Mình không biết là giảm là bao nhiêu, tuy nhiên đây là một tín hiệu mừng. Bởi vì vé bay trong game này rất là tốn, đó các bạn phải cày rất là lâu mới có đủ trang hộ chiếu để bay. Càng về sau pao các bạn càng to thì các bạn bay nó càng khó khăn. Ở đây thì có một cái dòng mình không hiểu lắm là sẽ có thêm thông tin bổ sung vào trang mùa giải 7 ngày trước khi bắt đầu giai đoạn nhập cư. Cái này thì tôi chưa hiểu lắm, có lẽ là bổ sung thêm cái quy luật cho cái nhập cư sang kingdom khác này. Rồi tiếp đó là đến cải tiến mùa chinh phạt thì các bạn sẽ được bổ sung chỉ huy Margaret và quán rượu huyền thoại. Quán rượu huyền thoại chứ không phải chìa vàng nha anh em. Cái này là cái rương mà bạn mở bằng chìa thần hiệu ấy. Cái này thì nói chung là tôi không đánh giá cao lắm tại vì nó không có tác dụng mấy. Tiếp đó thì sẽ tối ưu quán rượu hồng đồ và tranh đoạt. Các bạn sẽ giảm thời gian của hai quán rượu này từ 3 ngày xuống 1 ngày này, điều chỉnh số lượng chỉ huy hiện lên ở trong cái quán rượu hồng đồ từ 2 xuống 1. Và các bạn sẽ không bị khóa chỉ huy khi mà bạn đã chọn nữa. Và trước khi kết thúc sự kiện thì các bạn có thể đổi lại chỉ huy để thoải mái. Thì nếu mà anh em chưa biết quán rượu hùng đồ và quán rượu tranh đoạt là gì ấy, thì hiện tại các bạn sẽ có cái hệ thống, hình như ở K2, K3 cũng có đúng không? Chính phạt chắc chắn là có rồi. Đại khái là khi mà bạn win KVK ấy, thì các bạn sẽ có một cái quán rượu, các bạn sẽ quay bằng game. Nó khá là giống kiểu vòng quay may mắn ấy. Mình nghĩ cái đấy kiểu cho ông nào thật sự cần tướng thôi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm là điều chỉnh phần thưởng ngài có thể nhận thông qua quán rượu hùng đồ và tranh đoạt. Ngài hiện có thể nhận các vật phẩm cho chỉ huy mà ngài chọn, hoặc các vật phẩm khác như tài nguyên, tăng tốc và nhiều vật phẩm khác. Cái này thì đợt trước mình có cái quán rượu tranh đoạt đấy, nhưng mà mình không mở anh em, nên là mình không chắc là trong cái quán rượu tranh đoạt đợt trước ấy nó chỉ cho mỗi chọc vàng hay là nó cho cả tài nguyên cả tăng tốc nữa các bạn. Nếu mình không nhầm là hình như chỉ cho mỗi chọc vàng hay sao ấy. Nếu mà thật sự chỉ cho mỗi chọc vàng thì tức là cái dòng này là một cái dòng gọi là hơi bóp sự kiện nha. Thì thay vì các bạn nhận được chọc vàng thì các bạn nhận thêm tài nguyên, tăng tốc, đó, nhiều vật phẩm khác thì không biết là cái gì. Ý thứ tư mình nghĩ là một ý chúng ta cũng nên quan tâm, đó chúng ta sẽ cải tiến nhập cư. Hiện tại thì những cái vương quốc ấy mà sau khi các bạn hết KVK3 và bước vào cái mùa chinh phạt đầu tiên thì các bạn sẽ chỉ có thể nhập cư tối đa là 150 người nha. Và sau khi kết thúc cái mùa chinh phạt đầu tiên đó thì các bạn có thể chấp nhận tối đa là 500 người nhập cư. Xem thư trong trò chơi để biết thêm chi tiết. Khi nhập cư, số tài nguyên vượt quá sức chứa tài nguyên được bảo vệ của nhà kho sẽ bị mất. Cái này thì không có gì để nói anh em, cái này thì xưa giờ nó vẫn vậy. Nhưng mà mình sẽ muốn nói thêm một chút. Thứ nhất là khi mà các bạn mới ra map chinh phạt ấy thì K1, K2, K3 các bạn có rất nhiều những người chơi mà khởi đầu ở cái server đó ngay từ đầu đúng không? Thì nếu mà chúng ta bay một lúc số lượng nhiều về sẽ khiến kingdom đó đẩy lên cái seed cao hơn. Và vô tình thì những cái người chơi mà khởi đầu ở đầu kingdom ấy, các bạn sẽ bị thọt và tụt xuống cái top thấp hơn. Như vậy các bạn sẽ không còn cái vị trí ở trong clan top nữa. Chưa kể các bạn sẽ phải đánh ở những kỳ KVK seed cao hơn, các bạn gặp những người chơi mạnh hơn thì những người chơi mới sẽ gặp cái khó khăn. Thì bây giờ với việc chúng ta giới hạn là 150 người nhập cư mỗi mùa ấy, nó có thể nó sẽ giảm cái tình trạng đó ở cái mùa KVK chinh phạt đầu tiên. Nhưng mà cái ý đằng sau này thì mình đang hơi thắc mắc một chút, đó là các bạn sẽ chỉ có tối đa là 500 người nhập cư. Thì ở đây mình cũng chưa chắc, nếu như mà cứ hết một mùa KVK ấy, các bạn sẽ có tối đa là 500 suất, hay là một kingdom chỉ có tối đa là 500 suất. Hai cái này hoàn toàn khác nhau nha. Tại vì ví dụ một kingdom chỉ có tối đa 500 suất ấy, thì thực ra mình nghĩ cũng ít có trường hợp nào mà các bạn gọi là bay về full 500 suất lắm, đúng không? Các bạn bay về ví dụ một cái liên minh tôi cho là 100 người đi, các bạn bay về 3 liên minh
Minh thì cũng mới 300 người, nhưng mà có thể là sẽ gặp vấn đề về Ark Farm nha các bạn. Cái này thì mình đang khá là gọi là băn khoăn, tại vì game nó ghi không có rõ. Sau khi kết thúc câu chuyện đầu tiên thì có thể nhận nhập cư tối đa là 500 người. Đó thì cái này thì anh em có thể chia sẻ suy nghĩ ở phía bên dưới nha. Mình thì mình nghĩ là kiểu một kingdom bây giờ chỉ có tối đa 500 mem ấy, tại vì bây giờ kiểu những cái kingdom như là 1254 này, nó rồi những kingdom mà có tới 4 5 clan chẳng hạn thì bây giờ nhập cư vào đấy hơi nhiều, thì có lẽ là game muốn chia sẻ cái lượng người chơi đó ra nhiều server khác, tại vì hiện tại còn rất là nhiều server dead mà không có người chơi mấy. Tiếp đó chúng ta sẽ có bổ sung thẻ công trình vào bộ lọc của chỉ huy này, cái này thì không có gì rồi. Các đội quân và đội quân tập kết bị đánh bại trên bản đồ sẽ hiển thị khác so với đội quân bình thường trong chế độ xem chiến lược. Cái chế độ xem chiến lược này là gì nhỉ? Có lẽ đây sẽ là cái chế độ xem khi mà các bạn zoom về cái chấm màu ấy. Tức là xưa giờ những cái đội quân mà các bạn bị đánh chết ấy, thì các bạn sẽ chạy về sẽ vẫn hiện một cái chấm màu đó. Thì khi mình đánh open field ấy, đôi khi mình cũng ấn nhầm vào những đội quân đã chết rồi, thì có lẽ là nó sẽ điều chỉnh cái đó các bạn. Tối ưu dịch chuyển thành phố từ vương quốc đã mất. Khi từ vương quốc đã mất trở về vương quốc ban đầu, ngài sẽ đặt mình vào tỉnh thành 1, tỉnh thành ở ngoài cùng phía trên bên trái của vương quốc nếu được. Cái này thì cũng không mang nhiều ý nghĩa lắm các bạn. Và cuối cùng là tối ưu vấn đề hiển thị điều kiện kích hoạt gói của ưu đãi đặc biệt hàng tháng. Sau khi gói xuất hiện, nội dung có sẵn trong tháng sẽ không thay đổi do ngài nhập cư. Cái này tôi chả hiểu gì bạn, tại vì cái gói này mình không quan tâm lắm, chắc có lẽ chỉ Big Boss thôi. Sau khi mình đọc xong cái bản cập nhật lần này thì mình muốn chia sẻ với anh em một chút nữa về những cập nhật gần đây của Riot Kingdom đi. Hiện tại các bạn đang thấy đó là một cái sự kiện lễ phục sinh. Đó, các bạn sẽ có sự kiện này gọi là sự kiện 7.000 game. Thì bây giờ chúng ta sẽ không lấy một cái vật phẩm trung gian nữa, mà chúng ta sẽ lấy thẳng cái quả trứng này luôn. Đó, có rất là nhiều cách lấy, bao gồm là nạp gói này, chơi những cái event, và cuối cùng là ba cái cách cơ bản nhất là thu gom tài nguyên trên bản đồ, thu gom tài nguyên trong thành phố và đánh bại người man rợ nhá. Đó thì bây giờ mình sẽ thử thu gom tài nguyên trong thành phố này. Ok, mình sẽ xem tỷ lệ nhận trứng. Thì các bạn để ý cho mình ở đây nhá, đó là số lượng trứng nhận được ấy, nó rất là giống so với số lượng vật phẩm các bạn nhận được hồi trước. Tuy nhiên ấy, ngày xưa khi các bạn mở những cái túi vật phẩm ra ấy, các bạn có thể nhận được số lượng trứng từ 2 trứng rồi 4 trứng, 5 trứng đúng không? Thì hiện tại các bạn lại chỉ nhận được ít trứng hơn. Nên là mình nghĩ là hiện tại chúng ta farm sự kiện này có lẽ thôi nhá, có lẽ là sẽ khó hơn một chút, bởi vì mình cũng chưa farm sự kiện này cơ. Và đặc biệt đó, sự kiện lần này lại cho một cái lễ tiên. Mà thế quái nào mà lễ tiên thì hiện tại cũng chưa có thông báo ở trong này luôn anh em. Nên là tôi cũng không biết là gần đây Riot Kingdom kiểu đang cho sự kiện như thế nào. Về cái lễ tiên này ấy, nếu mà giống như những lần event lần trước thì các bạn có thể để dành cái lễ tiên không dùng nhá. Thì hết sự kiện nó sẽ quy đổi thành 500 game. Nói chung sự kiện này thì tôi không khuyến khích các bạn chơi lắm, trừ những người chơi có nạp tiền. Nó tự nhiên cho ba lễ tiền đấy các bạn. Và tiện nói về đợt event hôm nay thì chúng ta cũng có sự kiện nạp lại nhá. Nhưng mà nạp lại lần này thì chúng ta lại quay trở lại với nạp lại truyền thống rồi. Đó, tự nhiên hôm trước ra cái nạp lại trong một ngày thì hôm nay chúng ta lại có nạp lại trong 5 ngày. Ok nghe, và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có cảm nghĩ thế nào về những cái cập nhật và cái event đợt này thì hãy bình luận ở phía bên dưới nhá. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Rock HP. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.